làm thế nào khắc phục được rãnh ròng? Rãnh ròng thì là chính hai chỗ này. Thì thế nào khắc phục? Chúng ta có những giải pháp như sau. Một là chúng ta tiêm filler, hai là chúng ta cấy mỡ tự thân, ba là chúng ta vừa căng chỉ vừa kết hợp filler, bốn là chúng ta độn rãnh cười, và cái thứ năm là cái giải pháp tuyệt vời nhất hiện tại mà em hay đề xuất các chị em làm, em cũng làm rồi nè, em làm rồi, đó là canh thái dương ngoại khoa các chị. Đây nè, trường mỡ nó nằm ở đây, đây các chị có thấy tai em ngay chỗ này, trên đây nó có một cái đường sẹo trắng cắt ngang đây, là do em căng thái dương. Thì nôm na nó như thế này, những chị em nào mà chúng ta đã từng hạ quạt mát quạt hàm rồi đó, thì các chị sẽ biết là khi mà chúng ta làm xong, chúng ta thường bị chảy xệ cơ xuống phần này, nó bị một cái rãnh cười sâu ở đây, thậm chí có chị bị xuống tới cái đường ở đây luôn, hoặc là có những chị sinh ra là bẩm sinh là mấy chị bị rãnh cười sâu rồi. Thì nếu mà chúng ta chơi những cái giải pháp như hồi nãy như em vừa nói đó, thì chúng ta sẽ sao, và chúng ta phải làm hoài, đúng không ạ? Chúng ta làm hoài, chúng ta cứ đến một thời hạn filler nó tan là chúng ta phải làm. Thì cái giải pháp này nó phải trên 5 năm, tức là nguyên lý của nó là bác sĩ người ta sẽ bỏ da dư, bác sĩ rạch ở đây mà người ta bỏ một cái lớp da khoảng 3 cm mỗi bên này nè, người ta cũng luồn thêm vào cho chúng ta 2 đến 3 sợi chỉ gai nâng cơ bên trong cơ, còn bên ngoài da thì chúng ta sẽ bỏ da. Vì vậy chúng ta xài nó sẽ trên 5 năm theo cái chế độ skin care chăm sóc da của các chị. Nếu chị nào mà biết chăm sóc da tốt thì chúng ta sẽ sử dụng được lâu hơn, còn nếu chị nào nào kém không biết chăm sóc da thì chúng sao, và chúng ta sử dụng ít nhất cũng phải 5 năm. Hãy follow fanpage Thẩm mỹ JT để xem thêm nhiều video thú vị.